Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phát triển bền vững, chuyên đề bảo vệ và phát triển rừng do Đài Phát thanh Truyền hình phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ở một số địa phương vùng cao Lào Cai, thảo quả và sa nhân từng là những cây trồng góp phần đáng kể tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Tuy nhiên, tính bền vững cũng như những tác động tiêu cực đến rừng tự nhiên và môi trường đất từ cây trồng này là vấn đề được tỉnh, ngành chuyên môn, các địa phương tính toán thận trọng và đang có những phương án thay thế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chuyên đề bảo vệ và phát triển rừng kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trước tiên là những thông tin liên quan đến hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 2049 ngày 12 tháng 8 năm 2024 ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn. Theo quyết định, đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích sử dụng khác trên địa bàn tỉnh là 160 triệu 300 nghìn đồng trên 1 hectare trong 7 năm. Đơn giá 1 hectare trồng rừng thay thế gồm chi phí vật tư là cây giống trồng chính, giống trồng dặm, phân bón NPK, thuốc chống mối, máy móc thiết bị, dụng cụ trang bị bảo hộ, phụ trợ và nhân công trồng chăm sóc bảo vệ và các chi phí khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu tham mưu việc điều chỉnh đơn giá trồng rừng thay thế khi cần thiết trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng đơn giá trồng rừng thay thế. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội thảo khởi động dự án mô hình sinh kế nông lâm kết hợp góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường tại các xã biên giới huyện Mường Khương do Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương tài trợ. Dự án được thực hiện trong 24 tháng và dự kiến kết thúc vào tháng 4 năm 2025. Dự án sẽ hỗ trợ để nông dân các xã thị trấn khu vực biên giới huyện Mường Khương trồng 200 hectare chè kết hợp trồng cây trầu. Ngoài được tập huấn quy trình kỹ thuật trong canh tác chè, trầu, thì nông dân sẽ được hỗ trợ thành lập các tổ nhóm liên kết sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Trong năm nay, sẽ trồng 105 ha tại thị trấn Mường Khương và các xã Bản Lầu, Lùng Vai, Tà Sa Khâu, Nậm Chảy và Tông Trung Phố. Hiện việc đo đất thiết kế nương chè đã được các xã thực hiện, đảm bảo không bị trồng lấn với các diện tích đất khác. Dự án được thực hiện góp phần tạo nguồn sinh kế bền vững, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất cho người dân khu vực biên giới. Lào Cai là một trong những tỉnh đi đầu về chuyển đổi số lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, việc ứng dụng các phần mềm phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh, phần mềm giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng, phần mềm smartphone giúp tuần tra quản lý rừng đã giúp lực lượng chức năng phát hiện dập tắt kịp thời trên 700 điểm cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng, xử lý 96 vụ vi phạm quy định về lâm nghiệp. Năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đầu tư 12 biển cấp dự báo cháy rừng tự động, 13 thiết bị bay không người lái trong quản lý bảo vệ rừng. Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, hàng năm, lực lượng kiểm lâm cập nhật trên 20.000 ha rừng và đất lâm nghiệp có thay đổi, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thảo quả từng là cây trồng dưới tán rừng, mang lại nguồn thu nhập tốt cho bà con ở nhiều địa phương như Sapa, Văn Bản, Ba Sát. Nhưng qua thời gian, loài cây trồng này đã tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng. Vì vậy, quản lý không để cây trồng này tiếp tục phát triển tự phát, mục tiêu đến năm 2030 xóa bỏ cây thảo quả trên rừng tự nhiên là hết sức cần thiết. Gần 20 năm trước, trồng cây thảo quả dưới tán rừng tự nhiên đã mang lại nguồn thu lớn, giúp đời sống của nhiều hộ dân ở xã Nậm Cang, nay là xã Liên Minh, thị xã Sapa, thêm phần khấm khá. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền của chính quyền và lực lượng kiểm lâm, bà con cũng dần nhận thức được phát triển cây thảo quả sẽ có nguy cơ mất rừng, mất nguồn nước. Tại là hàng năm thì mình ở dưới này rất là ấm áp, ở trên rừng thì nó có băng, có tuyết, là thảo quả nó bị hỏng. Thảo quả thì cũng không có quả nhiều. Đối với dân thì đi, một số thì chủ yếu là đi làm nương rẫy ở trên đấy thì họ chỉ phát cỏ non nhỏ nhỏ dưới thôi, còn cái cây to họ vẫn giữ nguyên để bảo vệ rừng.
Theo người dân địa phương, những năm gần đây, canh tác thảo quả ngày càng khó khăn bởi năng suất, sản lượng cũng như giá loại cây gia vị này rất bấp bênh, nguồn thu giảm rõ rệt. Tuy nhiên do chưa có cây trồng thay thế phù hợp, nên với nhiều hộ dân nơi đây, thảo quả vẫn là nguồn sinh kế quan trọng. Thôi em, nó cái thu nhập chính thì nó là cái cây thảo quả là đem lại cái lợi ích cao nhất. Thì nhưng mà không có cái nguồn thu đấy nữa thì người dân nó cũng rất là khó khăn. Theo thống kê của Hạt Kiểm Lâm thị xã Sapa, năm 2021 trên địa bàn xã Liên Minh có khoảng 364 hộ trồng thảo quả với 700 hectare. Thực hiện chủ trương của tỉnh về tăng cường quản lý sản xuất thảo quả, đến năm 2030 xóa bỏ cây trồng này dưới tán rừng, Hạt Kiểm Lâm thị xã Sapa đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của trồng thảo quả trong rừng tự nhiên, tổ chức ký cam kết với các hộ dân không phát triển thêm diện tích thảo quả, tháo dỡ lều lán trông coi và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng. Để thay thế hai cái cây thảo quả và cây sen nhân thì cũng một cái đối với nhận thức của bà con cũng rất là khó, là vì cái bà con đã được thu nhập từ ngày xưa về rồi, bây giờ để thay đổi cũng gặp một cái khó khăn đối với chính quyền địa phương, công tác vẫn sẽ tuyên truyền vận động. Tuy nhiên để xóa bỏ tình trạng trồng cây thảo quả dưới tán rừng, khó khăn của chính quyền là chưa tìm được loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao để thay thế cây thảo quả. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho không ít địa phương vùng cao khác trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về tăng cường kiểm soát, hướng tới mục tiêu xóa bỏ cây thảo quả dưới tán rừng tự nhiên vào năm 2030. Với nhiều giải pháp của ngành chuyên môn, diện tích thảo quả trong rừng tự nhiên đã giảm qua từng năm. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 10.000 ha. Để xóa bỏ cây trồng này, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tạo sinh kế cho người dân. Thống kê từ ngành kiểm lâm, năm 2021, thị xã Sapa có khoảng 4.129 hộ canh tác thảo quả trên rừng tự nhiên với hơn 3.800 ha, trong đó vườn quốc gia Hoàng Liên quản lý có gần 1.243 ha, diện tích còn lại do Hạt Kiểm Lâm thị xã Sapa quản lý. Hiện tại thì giữ nguyên những cái diện tích mà ngày xưa đã trồng. Đấy, có một số cái diện tích mà các hộ gia đình bây giờ là cây thảo quả cũng bị khô bị chết thì cũng không trồng lại. Đấy thì là như thế, còn đối với diện tích cây sa nhân thì không cho trồng lên vào cái rừng tự nhiên. Kiểm lâm thị xã Sapa và vườn quốc gia Hoàng Liên đã tổ chức cho 100% hộ tự tháo dỡ lều lán trông coi thảo quả và sản xuất, canh tác bền vững, không tác động đến rừng. Đây cũng là giải pháp được nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng để thu hẹp diện tích trồng thảo quả. Thống kê của ngành kiểm lâm, toàn tỉnh còn khoảng 10.000 ha thảo quả dưới tán rừng tự nhiên, giảm 6.000 ha so với năm 2015. Tuy nhiên, để xóa bỏ diện tích thảo quả ra khỏi rừng tự nhiên vào năm 2030 là hết sức khó khăn vì liên quan đến đời sống, sinh kế của các hộ dân. Cũng mong muốn là có, chẳng hạn như có cái nhà đầu tư về để chúng tôi hái cái cây thuốc để nấu, chẳng hạn như cây măng tang để nấu dầu, hái cây thuốc tắm cũng phát triển thêm vừa là dược liệu vừa là bảo vệ rừng. Để thực hiện đồng thời hai mục tiêu, vừa dần loại bỏ cây thảo quả dưới tán rừng tự nhiên, vừa đảm bảo sinh kế, trước mắt ngành kiểm lâm tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình chăm sóc, thu hái, sấy thảo quả để hạn chế thấp nhất tác động đến rừng. Về lâu dài, các ngành địa phương nghiên cứu đưa các loại cây trồng vật nuôi phù hợp, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Có những lộ trình tìm những loại cây để thay thế cái loại cây thảo quả ở trong rừng. Cái thứ hai là tạo cái sinh kế cho người dân. Ở đây là tại sao người dân trồng thảo quả, bởi vì sinh kế người dân chưa được nhiều. Người dân gần rừng là chủ yếu sống dựa vào rừng. Do đó chúng ta phải tìm những cái mô hình sinh kế tốt nhất, hiệu quả nhất. Cùng với cây thảo quả, theo thống kê của ngành kiểm lâm, toàn tỉnh còn hơn 2.000 ha sa nhân. Đây cũng là loại cây trồng phát triển mạnh dưới tán rừng, có nguy cơ tác động tiêu cực cao đến hệ sinh thái tự nhiên. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh công tác quản lý, kiên quyết không để cây sa nhân phát triển vào rừng tự nhiên, hạn chế mở rộng diện tích, chú trọng các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chuyên đề bảo vệ và phát triển rừng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.